cả ơi các nhà hậu tâm và các mạnh thường quân và các anh chị và các em vừa giúp đỡ hai vợ chồng cháu rất là vui. Cảm ơn các bác và các anh chị nhé, rất nhiều vui mà mặt căng thẳng quá. Xin chào tất cả quý cô anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với những thức phim tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Hiện tại thì lửa tiếp tục lên trên nhà của anh Sà trong vòng buổi chiều ngày hôm nay. Và trong sáng ngày hôm nay thì chỗ nhà anh Sà đang chuẩn bị tiến hành để lập xà lên, để chiều nay sẽ lập mái tôn các bác. Hiện giờ thì các bác cùng với lại mấy anh em cũng như hàng xóm cũng đã ra đây rất là đông các bác. Trong chiều nay thì mọi người cũng ra đây để giúp đỡ cho nhà anh Sà. Bây giờ thì mọi người vẫn đang khoan đinh ở phía bên trên kia để lát nữa sẽ lập mái. Đấy, thế cả bà con cũng mặc những cái bộ quần áo trang phục dân tộc lên đây để chúc mừng chú gia đình của nhà anh Sà. Chào chị nha Tony à. Thế Tony là? Lấy chị sẵn cả là? Hả? Tiền thế có đủ. Có đủ hả? Chưa cha nó tìm máy là cơ á. Ừ tôi à. Bây giờ thì gần được một bên rồi các bác. Giờ thì con bắt đầu mang những cái tấm tôn lên để chuyển lên trên chỗ các anh đang chuẩn bị lập phía bên trên nha các bác. Anh em đang làm cái hệ thống khung đó. Như vậy là tấm tôn đầu tiên đã được vác lên mái đây. Để mà có được cái thành quả ngày hôm nay thì cũng phải cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm rất là nhiều khi mà đã luôn hỗ trợ cho các anh em sinh nhân ở trên này để mọi người mới có tiền để xây dựng được một cái căn nhà như này các bác. Thank you.
Toàn chị em phụ nữ ở phía bên dưới để phụ thôi các bác. Cho chiếu màn hình tôi nào. Chỉ chửi ra. Tao. Mà nó chỉ lùi, xong bây giờ lọc nó nhanh lắm các bác. Bất ngờ các chị em là phải di chuyển lên trên này hơi lâu một chút. Để khi tí để cho tao hàng.
à cho nên xin mong mấy chị dùng là mặt trên không chị dùng rồi đấy đông người đánh nhanh hơn hẳn các bác. Yeah.
Vâng các bác, hiện giờ thì anh em đã lập được 1/2 của cái mái nhà đấy rồi. Rất là nhanh luôn. Giờ anh em lại đổi sang bên phía bên phải này. Lập nốt cái phần còn lại đây. Các chị em đang giúp vận chuyển tôn từ phía bên ngoài vào. Chúi đẻ chưa? Đó, không biết là ngày hôm nay là nhà anh Sà sẽ ăn cái gì đây. Chị đang thái cà chua. Làm đậu phụ sốt cà chua đúng không chị? Đây là có cả giò đây. Hôm nay là làm bữa cơm để thứ nhất là để ăn mừng anh em đến giúp chỗ nhà bác Xà đây lập mái. Hôm nay mình mua nhiều đậu phụ không? Đây nhân tật mới ít thế à? Đây có cả hạt hướng dương nhá. Đây không thể thiếu món để mọi người nhắm rượu. Đây có thêm một món là lòng đây, lòng gan đây các bác. Hôm nay làm bao nhiêu mâm để chị nhỉ? 4-5 mâm. À là 4-5 mâm, là cảm ơn mọi người đến là giúp lập mái à? À. Thì tiết chiều này rất là đẹp nhá các bác. Thank you.
Anh là anh trai của chị à? Anh là từ dưới em một lông lên đó. Đã lỏ à. Đó là tại vì không có đó. Như vậy là những cái tấm tôn nó đã được đưa lên trên này các bác. Giờ là chỉ đợi mấy anh em vít dốc vào cái quá là chắc luôn. Cái tổ tinh phiền à? Cái này nào?
cái nồi à bố? Chín nồi á? Đấy, nó phải kêu như này thì mới vào. Đấy vào đấy. Nó đéo chơi, bán chứ hả luôn. Nói từ đây dưới không nghe thấy đâu. Có cánh thì có cánh. Nó bán chứ hả? Lúc nào cái gì? Một hôm một sao hả? Để thì tết về thì cho rồi. Hả? Ôi chứ. Tháo lợt cũng được. Mình đang thu lại những túi bóng này à? Đấy, hiện giờ thì nhà của anh Sa đã thu xong rồi các bác. Đấy, anh Sa cho biết cảm nhận ngay lúc này là như thế nào, có vui không? Vui. Vui à? Hôm nay là nhà anh Sa đã lập mái xong rồi nhá các bác. Thì hiện giờ thì trong suốt hơn nửa tháng thi công căn nhà của anh Sa đây. Anh Sa là căn nhà thứ tư. Thì hiện giờ thì nhà anh Sa đến ngày hôm nay thì đã hoàn thiện rồi. Đấy, anh Sa có cho biết rằng là anh Sa rất là vui. Anh có cái gửi đến lời cảm ơn đến tất cả các bác như các nhà hảo tâm không? Cả ơi, các nhà hậu tâm và các mạnh thường quân và các anh chị và các em vừa giúp đỡ hai vợ chồng cháu rất là vui. Cả ơi các bác và các anh chị nhé. Rất nhiều. Vui mà mặt căng thẳng quá. Rồi nhá, tí nữa chuẩn bị để nấu cơm cho mọi người ăn cơm đúng không? Thì anh cứ vào làm việc tiếp đi nhá. Hôm nay thì em chiều nay em lên cũng chỉ lên ghi hình cùng với mọi người thôi. Sau chiều nay là không ở lại ăn cơm với mọi người nữa. Ok, xong mới về. Thôi em đi về luôn, hôm nay còn đi em còn đi đón em đi đón bà nữa. Ở tí tận bên Bảo Lâm cơ. Nhá. Chào anh với mọi người nhá. Ngày mai lại tiếp tục lại lên thăm mọi người nhá. Rồi bắt tay một cái. Bắt tay chúc mừng một phát nhá. Rồi. Ông mua nhá. Đó mua. Ông mua. Cái nó mua. Ông chín nó. Ông mua nó mua nó mua Bảo Lâm à. Đó. Vâng. Anh xin cảm mua tiểu không nhiều nhá. Xin cảm tiểu không nhiều đi nhá. Đấy, hiện giờ nhà anh Sa đã hoàn thiện rồi các bác. Trong là đến buổi chiều ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Mình thì cũng có công việc gia đình nữa này là không ở lại ăn cơm cùng với lại gia đình nhà anh Sa nữa. Đấy. Để những thông tin tiếp theo thì hai anh em tiếp tục lên đây thì mình sẽ ghi rõ hơn về về chỗ nhà của gia đình anh Sa cho các bác. Đấy, các bác thấy video hay và ý nghĩa thì mong các bác tiếp tục ủng hộ cho kênh Thảo Mai Linh ngày một là lớn mạnh và phát triển hơn. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo nhé. Chào tất cả các bác.